Chào tất cả anh em nha. Em sẽ quay cho anh em mình xem con động cơ Yanmar NFAD7. Đây. Con này ngoại hình cũng còn khá là đẹp nha anh em. Lốp đồ là đầy đủ sơn còn riết luôn. Đấy. NFAD7. Bình dầu xanh. Đấy. Này, nó là công suất nó là 7 ngựa. Con này tua lẹ tới 2006 rồi nè. Đây. 2006 nha. Dạ. Heo bét còn rất là mới luôn. Ăn tem mà. Bình dầu xanh lắp lát nữa ha, nó tinh nè. Con này nó xài đất kim. Bô lửa còn đẹp bóng nha nè, rất mới luôn. Con này có đời, vừa đời vừa quay luôn. Đó. Đèn đầy đủ luôn. Đây. Đi dầu còn mới luôn. Bao che bánh chớn. Đấy, bô ly 20. Còn này em mua về mình chạy giò lãi, chạy oxy tôm cá đồ ngon lắm nè. Tu lẹ chạy giò lãi cũng ok đó. Rồi để mai sẽ nhờ anh thợ test nổ nha. Con này là đời thôi. Đời anh em muốn đời muốn quay tùy anh em. Đây. Đây anh đời nha. Rất là nhảy nổ luôn. Thôi, nổ gần ti rồi khỏi chơi. Đã thả luôn đi mà. Đây cái vùng đục đó. Cầm tay là anh em nghe tay là quá chữ luôn không? Từng tiếng luôn mà. Ăn bả về nó điện đài chưa câu nha nè. Pin luôn. Anh em mua thì bên em sẽ câu đèn đầy đủ cho anh em. Dây điện nữa mà. Giờ nó hết là chưa câu. Bên đó nó cắt hay làm gì. Cam trên tay là sập phần luôn em. Đó. Đây. Đây. Đó. Quá
Rồi Yanma này FAD7. Anh em nào mà mua thì anh em liên hệ qua số điện thoại 0913 948 76 nha anh em, để biết giá cả rồi nha. Anh em nào muốn tới cửa hàng xe máy trực tiếp thì có thể qua địa chỉ là 237 quốc lộ 56 đường Hùng Vương, thị trấn Lai Châu, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Rồi bên em là có ship toàn quốc luôn nha anh em, bảo hành cho anh em bao xài 1 năm. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Anh em nào quan tâm đến kênh của em thì cho em một like, một share và nhớ đăng ký kênh em để theo dõi những video mới nhất cho anh em. Rồi xin chào tạm biệt tất cả anh em nha.